Sau Nhật xin chào cả nhà, em giới thiệu các bác một con máy điều hòa một cục của hãng Toyotomi, một con có AG cộng các bác nhé. Và khử khuẩn chạy rất là hay, rất hay. Cái dòng này là nó sản xuất tại Nhật luôn. Cái con này thì hiện tại em có một cái điều khiển zin này, nhưng mà không biết là nó thế nào, nó không nhận. Đấy, không, em báo giá luôn, em bán là 3 triệu để các bác nhé, 3 triệu chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, đi kèm cái điều khiển zin này cho các bác về các bác nghịch ngợm nào để các bác sửa chữa nào cái điều khiển này sẽ nhiều nhé. Còn không thì các bác chỉ bấm tắt bật trên máy này thôi. Trên máy này nó có nút tắt bật nguồn ở đây. Đấy ạ. Đấy. 3 triệu mà con máy chạy rất là khỏe, lạnh, sâu, êm. Hàng sản xuất tại Nhật, ngon lành luôn. Đấy. Còn một con này bán thành lý nốt cho các bác. Đấy. 3 triệu bạc khử khuẩn. Bảo hành 6 tháng chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác nào có nhu cầu thì các bác alo nhé. Chào các bác.